Đội 4 Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Phòng 8 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây buôn bán và tiêu thụ thực phẩm chức năng giả. Điều đáng nói là số thuốc trên lại được chính các hiệu thuốc và chợ đầu mối thuốc lớn tiếp tay để tiêu thụ. Thực phẩm chức năng được quảng cáo là nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới với những nhãn mác khá quen thuộc trên thị trường, có giá từ vài trăm tới cả triệu đồng một hộp như thế này. Giờ tại đây không còn tính bằng hộp mà phải tính bằng tấn. 10 tấn nguyên liệu sản xuất tương đương với khoảng 50 tới 60 ngàn hộp thực phẩm chức năng giả vừa bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ khi đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Những sản phẩm mà thực phẩm chức năng như là collagen, sữa ong chúa hay là nhau thai cừu và những cái sản phẩm giảm béo khác, nhìn bề ngoài thì rất nhiều người sử dụng sẽ đều thấy rằng là nó đều in trên bao bì nhãn hiệu của những cái nước nổi tiếng như là Pháp, Anh, Mỹ, Đức vân vân. Thế nhưng mà thực chất ở bên trong những cái chai thuốc này là gì thì sẽ ít người biết đấy. Và đây là sự thật đằng sau những cái chai thuốc này đã được cơ quan điều tra vừa phát hiện. Theo khai nhận của các đối tượng, một loạt viên nang không có nguồn gốc như thế này, cùng với các bao bì in giả nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ, Nhật, Úc đã được nhập từ Trung Quốc về. Sau đó thì các đối tượng đã sử dụng một số kiosk tại chợ đầu mối Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để đóng gói và từ đây đưa đi các tỉnh để tiêu thụ. Để qua mặt các cơ quan chức năng, các đối tượng đã không đưa trực tiếp thực phẩm chức năng giả vào các cửa hàng thuốc hay chợ bán thuốc, mà chọn cách là giao nhận dọc đường. Theo tài liệu trinh sát, chợ đầu mối thuốc Hapolico là một trong các điểm tiêu thụ lớn của đường dây này. Người ta. Em chuyển đến cổng của chợ thuốc Hapolico. Có. Thế thì là ai là những người đến nhận, khoảng bao nhiêu người đến xuống nhận? Khoảng 2-3 người thôi ạ. Đại diện công an thành phố Hà Nội cho biết đã có trên 30 nhãn hiệu thực phẩm chức năng đã bị làm giả và được đường dây này tiêu thụ trong hơn một năm nay. Không chỉ tại chợ thuốc Hapolico mà nhiều cửa hàng thuốc lớn tại Hà Nội và các tỉnh cũng đang tiếp tay cho hoạt động này. Những cái này là chúng đã đưa vào các cái hiệu thuốc và các cái chợ thuốc, trong đó có cả chợ thuốc Hapolico để chúng tiêu thụ. Thì chúng tôi đã xác định được các cái nơi đó và chúng tôi sẽ tiến hành thu giữ và tiếp tục để đi giám định các cái chất độc tố trong các cái loại sản phẩm này. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Hà Nội tiếp tục xác minh làm rõ. Danh tính của các cửa hàng hiệu thuốc tiêu thụ thực phẩm chức năng giả sẽ được công bố để người tiêu dùng cảnh giác. Nhưng rõ ràng, những vụ bắt giữ thực phẩm chức năng số lượng lớn như thế này cho thấy việc phân biệt hàng thật và hàng giả đang vô cùng khó khăn và người tiêu dùng thì luôn đứng trước nguy cơ bị lừa dối và rất có thể sẽ nguy hại tới sức khỏe và tính mạng nếu uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc và thành phần này.